Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách ghép thân của áo cộc tay nữ. Và thật ra thì cái áo thun này thì mình đã chia sẻ với các bạn cách cắt khá lâu rồi. Và đến hôm nay thì mình mới có thời gian để chia sẻ lại với các bạn cách để hoàn thiện chiếc áo. Đầu tiên thì các bạn sẽ may viền của áo. Đây là những cái dây viền mà các bạn cắt canh chéo, chéo vải. Và có rất là nhiều cách viền thì các bạn đã có thể tham khảo những cái video trước mà mình đã chia sẻ với các bạn cách cắt viền, cách viền cổ áo. Và bây giờ thì các bạn thực hiện viền cổ áo thì các bạn hơi kéo dây viền. Tuy nhiên thì các bạn kéo vừa đủ để sao cho cái độ căng của viền trùng với cái độ cong của cổ áo. Nếu như các bạn không kéo thì cổ áo bị bửa, và các bạn kéo nhiều quá thì cổ áo sẽ bị nhăn. Và các bạn lưu ý là khi viền thì các bạn viền chút một, không lên bửa cổ áo sao cho thành đường thẳng. Như vậy thì khi các bạn viền lên thì cổ áo sẽ không được đẹp. Và những cái chia sẻ của mình là chia sẻ của kinh nghiệm của bản thân, vì vậy không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy cũng rất mong các bạn góp ý và chia sẻ cái kinh nghiệm của các bạn. Vì cái vải này mình cắt tương đối lâu và vải thun nữa nên là hơi bị nhăn. Sau đó các bạn sẽ gấp sao cho cái mép này trùng với cái đường, cái gấp cái đường may đấy các bạn. Sau đó các bạn sẽ gấp lại cái mép này trùng với cái đường may. Sau đó gấp lại. Và các bạn mí một đường. Đối với những bạn nào đã may thành thạo rồi thì cách viền này rất là đơn giản. Tuy nhiên thì với những bạn mà lần đầu tiên các bạn học may thì cách viền này cũng làm cho các bạn hơi lản, bởi nó không được đẹp. Có những bạn nếu như mới bắt đầu học may thì các bạn còn phải luộc để cho cái mũi chỉ và cái viền của các bạn được đẹp. Nhưng mà khi đã viền quen tay rồi thì cách viền này cảm giác rất là đơn giản. Và khi mí thì các bạn cũng lưu ý là mí thì các bạn để thuận chiều so với cái chân vịt, bởi vì cái khe của chân vịt nó sẽ có khe vừa đủ với cái diễu đó thì các bạn với mí thì các bạn nhìn. Và như vậy là các bạn đã viền xong thân trước. Và với cách viền của mình thì mình chia sẻ với các bạn là các bạn, đối với những bạn mới học may thì các bạn nên viền từng thân một, sau đó các bạn ghép vai. Thì nếu như các bạn có muốn chỉnh độ rộng của vai thì các bạn tháo ra dễ. Còn nếu như các bạn đã chuyên nghiệp rồi và để đẹp hơn thì các bạn nên ghép vai xong thì các bạn sẽ viền. Thì như vậy cũng sẽ đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn. Các bạn không, đối với những bạn mới thì các bạn thường là sẽ bẻ cái cổ theo đường thẳng để các bạn dễ viền. Tuy nhiên thì khi như vậy thì làm cho cái cổ của các bạn sẽ không im mà bị bửa. Cuối lần đầu tiên mình ngồi vào máy may thì khi mà viền cái cổ này thì mình cũng phải lược, có nghĩa là dùng kim các bạn cái khâu cố định lại, hoặc nếu như các bạn có cái kim cái ấy, các bạn cài theo để cố định cái đường may vào thì sau đó các bạn sẽ may, thì như vậy sẽ được đẹp hơn. Nếu như các bạn lược thì khi sau khi mà đã may xong thì các bạn sẽ rút cái đường lược đó ra.
Và như vậy là các bạn đã may xong cổ, viền cổ của hai thân. Bây giờ tiếp đến là các bạn sẽ ghép vai, hai cái vai con. Và thật ra với cái video này thì mình chỉ dám chia sẻ với những bạn mới học may thôi, để các bạn có thể biết được các cách thực hiện. Còn đối với những bạn đã may thành thạo rồi thì và sau khi mà các bạn đã may xong hai cái vai con thì các bạn có thể chặn hai cái đường chỉ đây, chặn các bạn có thể chặn sang hai bên để các bạn may trùng vào cái đường mí của hai thân ấy. Và sau khi các bạn đã ghép vai con xong thì các bạn sẽ ghép hai cái mảnh sườn, hai bên sườn. Và lưu ý là khi vừa may thì các bạn vừa so để cho cái vạt, cái gấu áo nó không bị lệch. Bởi vì thường đối với những bạn mà mới may thì các bạn khi ghép quần cũng vậy, hoặc là ghép áo thì các bạn nếu như các bạn không căn thì khi may thì thường là sẽ bên cao bên thấp. Vì vậy khi vừa may các bạn phải vừa chỉnh. Vì khi cắt thì chúng ta đã cắt tương đối là khớp rồi, vì vậy khi các bạn ghép thân nó cũng sẽ đơn giản hơn. Và như vậy thì bây giờ là các bạn đã may xong cơ bản là xong cái thân rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ may cái phần ống tay. Ống tay thì các bạn lưu ý là đánh thân dấu thân trước với đánh tay thân sau. Để cho nó dễ thì các bạn sẽ bấm một cái đường mà khi mà các bạn ở giữa các bạn cái đường gấp ý. Bởi vì chính cái điểm đó thì sẽ là nối với cái điểm trên vai. Đây, các bạn cứ may hai cái ống tay vào.
ống tay mà sau khi các bạn ghép vào thì nó sẽ như thế này. Đây là mặt trái nhá, thì mặt sẽ trùng cái hai cái đường may này trùng với nhau này. Còn cái đường bấm thì các bạn đấy, hoặc là khi lột phải ra thì có dạng như thế, các bạn tưởng tượng dễ hơn. Đây, cái đường bấm thì sẽ trùng với cái đường vai con, chấp vai con như này. Đường này sẽ vào đây. Và khi may thì các bạn đút cái ống tay lột trái thân ra, sau các bạn đút ống tay vào trong và các bạn sẽ may. Nếu các bạn đút cái ống tay vào phía trong thân, vào trong cái mặt phải của thân và sau đó các bạn sẽ may. Vì đây là ống tay thường nên các bạn cứ may như bình thường thôi. Còn khi nếu như các bạn muốn may ống tay phồng thì các bạn còn lưu ý một chút ở trên cái đoạn mà các bạn muốn làm phồng hoặc là các bạn gập ly. Và với ống tay còn lại thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Và các bạn sẽ may gấu ở tay.